Xin chào cả nhà nha. Đây đêm nay Nghĩa tiếp tục đi soi cho cả nhà xem nha. Đang là mùa bạch tuộc các cả nhà, cho nên Nghĩa tranh thủ những ngày này mình đi soi ha. Giờ này thì nước bắt đầu lớn nè cả nhà. Nghĩa sẽ đi cặp mé để mình đi tìm những cái con bạch tuộc á. Nó đi lên bãi nó kiếm ăn nè. Một số thì nó ngoài sông nó vô, còn một số thì nó ở dưới hang nó lên nữa. Mình cứ nước lớn tới đâu mình đi tới đó thôi. Đi gặp mình lụm thôi cả nhà. Rất là đơn giản luôn, dễ kiếm ăn. Chỉ cần bỏ ra một chút bỏ công ra mình đi chút xíu là có ăn. Mùa này thì đi khỏe lắm. Đây, dụng cụ thì mình chỉ có cái bao tay với lại cái thùng thôi. Đi thoải mái luôn. Này Nghĩa có đầu tư được cái đèn này, nó sáng sáng rồi nè cả nhà. Nó dễ nhìn hơn cái đèn pha hôm trước. Cái đèn này đi quay đêm thì cũng thấy cũng ok. Hy vọng là cả nhà xem được. Ôi, còn dã tràng quá trời dã tràng luôn kìa. Rồi nó bò nè. Bò tứ lung tung. Ban đêm con này nhiều lắm á. Ô, mình đi tới đây thì mình tìm được một con rắn đầu tiên cả nha. Đấy, nó xuống hàng nè. Đây là con rắn nước nha. Con này cũng khá là bự luôn. Cho nó vô thùng luôn. Không biết nó có bò ra được không nữa. Chắc không đâu. Đừng có nghiêng cái thùng là được. Mình nghiêng quá thì sợ nó bật ra. Nó chui ra được. Này người ta đi cũng đông lắm cả nha. Giờ mình tranh thủ mình đi sớm sớm á, để mình giành bãi nè. Hồi người ta đi đông dữ lắm. Phía sau Nghĩa cũng có người đi nè. Phía trước cũng có người đi kìa. Có đèn sáng sáng phía xa đó. À đây có con bạch tuộc rồi nè. Nè cả nhà. Đó đó đó, nó bơi. Trời ơi, nó phun. Nó phun mực. Một con đầu tiên. Mùa này đi lụm nó thấy mê lắm. Này nước cũng trong nè. Cũng dễ nhìn. Lội qua đây luôn. Wow. Trời ơi. Ngập tới ngực luôn. Mát lạnh luôn. Ở đây có một con rắn nữa nè cả nhà. Đó. Nghĩa sẽ bắt nó nha. Mình đang gom gom để mình đi câu cua một bữa cả nhà. Không có câu nhưng mà không có cua. Nay mình gom gom mình làm chiến nữa cho cả nhà xem coi sao. Ồ, bạch tuộc nè. Đây nè cả nhà. Nó đang núp mình nè. Đã chưa? Đó. Phun phèo phèo luôn. Giờ này nó chưa có lên nhiều đâu. Khoảng tầm nước lớn vô giữa bãi á, nó mới bắt đầu nó lên nhiều. Giờ này chỉ có mấy con ở ngoài sông nó vô thôi. Ở đây một con nhỏ nữa nè. Nè cả nhà. Cỡ này thì mình bắt được rồi. Bạch tuộc sôi thì nó không có to. Ít có to lắm. Mình đóng đáy á, thì bạch tuộc nó bự hơn nhiều. Còn đi sôi thì nó nhỏ nhiều lắm. Cũng có bự nhưng mà ít. Này con này khá là to nè cả nhà. Đó. Cỡ này là ngon lành luôn nè. Ồ, nó bắt được con còng. Giờ tao sẽ bắt mày. Giải cứu cho em còng.
đi cái này cần phải có thể lực khỏe nha cả nhà, phải đi tới đi lui, đi tới đi lui chứ ai mà đi không nổi, đi lát mỏi giò chịu không nổi đâu. À đây con to nữa nè, nè cả nhà, nó quá trời bự luôn, thấy mê không? Con nào cũng được vậy là ok luôn á. Phía bên kia cũng có người ta đang đi tới kìa. Ồ ngoài đây có con quá trời bự luôn nè. Nó đang đi nè cả nhà. Ê chết cha lật thùng. Ê đừng có xuống hang nha. Trời ơi nó phun. Nó phun ướt cái máy quay mình luôn rồi. Nè, quá trời bự luôn cả nhà. Mấy ông anh đi sôi bển nói chuyện. Vui quá. Mình đi có mình nè. Đây con đang gọi nè. Đó, trời nó bắt được con còng quá trời bự luôn, bắt được con còng voi. Nó ôm con còng nó chạy cời 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 luôn. Ở đây mà nước trong nè, nếu còn nó xuất hiện cái là mình thấy liền. À đây con nè. Ý, rồi lật thùng luôn. Cái này giỡn cái là mình đi mấy chỗ nước á, mình không có buông cái thùng được. Buông ở lật xe. Nè cả nhà coi nó nằm nè. Nó nằm nó ăn nè. Nó đang ăn con còng hay sao á. Quá đã luôn. Bữa nay coi bộ nó lên cũng nhiều lắm. Nước chưa lên được nửa bãi mà mình bắt cũng nãy giờ chắc cũng gần chục con rồi. 7-8 con gì. À đây là một con đang bò lên nè. Con này cũng nhỏ không bự. Có là vui rồi cả nhà. Đi mà có đi không biết mệt luôn. Đi hoài luôn. Còn đi mà không có đi mệt lắm. Đây nó định chui gỗ nè cả nhà. Đó, nó bị quạng. Nó không biết là nên đi đâu. Nó thấy ánh đèn rồi nó nhạy lắm. Nó kiếm đường nó chạy liền à. À, đây con nữa nè. Mấy gì xuống lỗ hả? Đó. Cỡ này cũng được. Nhỏ nhỏ vậy ăn mới ngon. Bự quá ăn dai lắm. Ôi nó chui. À, nó chui xuống hàng này cả nhà. Hay ghê không? Vừa thấy đèn
Mấy con này nó hay dữ lắm. Nó chuyên gia, nó nằm ngay mấy cái hang không à, để nó gặp sự cố là nó chui xuống liền. Trời ơi, đây con nằm chèo queo luôn. Vậy mà không để ý tới nhỏ. Ý gì mà chạy hả? Ủa, nó bắn nước xa ghê thiệt nha. Vô. Mình lia đèn đi chỗ khác mình không thấy. Vừa lia lại gặp nó nằm chèo queo luôn. Có mấy con bù hóng có chịu quá. À đây con nữa nè. Mày chạy đâu hả? Vô thùng đi. Đêm nay coi bọn nó lên nhiều lắm đó. Đi mỗi giò luôn. Đi nãy giờ mới gặp được con rắn nữa nè. Nằm chèo queo luôn. Vô thùng đi cho vui. Rồi đây con á. Ê, đâu rồi? Đây đây. Không có bao tay là sảy rồi. Mình có bao tay chứ có lợi lắm. Cái con bạch tuộc nó trơn á. Có bao tay mình nắm nó không có ruột. À, ngoài đây được con bự nữa nè. Ui, nó xuống hang. Sao mà xuống kịp. Vô thùng đi. Này mình muốn bắt nhiều là mình phải đi thật nhanh cả nhà. Cố gắng mình đi nhanh. Đi theo nước á. Chứ để nước nó lớn nhanh lắm. Đây con nằm chèo queo nữa nè. Đó. Này, nhìn nó nằm rồi cả nhà. Đó, nó bò lên. Thấy ghét không? Trời ơi, mấy con bù hóng. Canh mình nói chuyện nó bay vô họng. Đi sôi không mệt mà bị mấy con bù hóng này nó đeo cũng mệt nữa. Phía trước mình cũng có người đi. Đây đường con nữa nè. Ý, chạy đâu. Sao mà chạy được. Cỡ đó nấu mì ăn là nhức nách luôn. Ôi con bự nè, con bự nè. Nó đang đi lên nè. Đó. Đã không? Ôi, phun nữa. Cứ lên là mày phun phèo phèo. Cái chỗ này nước trong veo luôn. Rồi đây được con nữa. Ý chạy nữa. Tôi thấy tao là mày chạy không vậy. Lỗi đá mệt thằng còn dí thôi tôi quay nữa.
Ồ, cái chỗ này nước nó lên quá trời đá luôn mà lại không có. À, đây con nữa nè, từ nãy giờ vô ôi hai con luôn nè, đây một con nè, đây một con nữa nè, hai con cái nha, mà hai con không được to. Mực bự đâu hết trơn rồi. Nãy giờ toàn là mấy em giòn giòn mini không. Gặp được con rắn nữa nè, được con rắn nước nữa cả nhà, đã không, rắn này nó hiền lắm, không có độc, thịt của nó ăn cũng mát lắm. Nè, nó thấy mình cái là nó bất động, kề xuống cái là kiếm hang nó chui vô. Ui, nó leo ra. Trời ơi, công trình tao lụm mày đá, giờ mày leo chứ ra. Rắn nữa nè, lụm mày luôn. Này cái râu nữa nè. Ê, đó cả nhà thấy không, nó ló cái râu nó lên. Sôi này phải tinh mắt mới được. Nữa leo ra nữa, con này sao nó lì dữ. À, con mực bự đâu rồi? Ủa, mới chui đây mà. Trời ơi, có hang. Mày, tao đụng mày rồi. Lên. Ôi ôi, quá trời bự luôn. Sao mà chạy được? Đã cả nhà, quá trời bự luôn. Vừa lụm con rắn quay qua mình thấy nó chui xuống hang. Nãy giờ mình bắt chắc cũng cả ký rồi cả nhà, cũng bộn đó. Đây mình rội vô lùm mình phát hiện một con nè cả nhà. Thầy Nghĩa tinh mắt ghê không, chui vô lùm mà vẫn không trốn khỏi. Vừa đổ vô mình thấy nó bò tới. Nước tới đâu nó đi tới đó nè cả nhà thấy không, nó vô tới trong rừng luôn á. Nó cứ mò theo nước lớn nó lên. Chỗ này nước đục quá mình không thấy nè. Đây nè, đây nè, đây cả nhà nhìn, phải nhìn kỹ nha, nước đục quá mình không thấy.
phải soi đèn chậm chậm mình coi coi nó có chuyển động hay không, con nào nhúc nhích là lụm. Đây con mini nữa, này chạy đâu vậy, con này thả đi một xíu. À con này bắt được nè. Đó, mày chen đi đâu. Ôi đây con nữa. Ui, ui trời ơi, nắm được có cái đầu mày hả bưởi, hai con một cỡ luôn. Vô thấy cũng bồn bồn. À đây con bự nè. Đó cả nhà thấy không? À đây đây đây. Ý, trời ơi. Xíu nữa mất rồi. Mực bự bự không nè. Mấy chỗ này cứ đi chậm chậm thôi, nó lẩn trốn hay lắm. Đây có con rắn bự nữa nè. Ôi con rắn nước, rắn nước to đùng luôn cả nhà ơi. Rắn nước cỡ này là bự dữ rồi, cỡ này là ngon rồi. À đây một con nữa nè. Mày chạy đâu. Đi vô tới rừng luôn cả nhà. Nó đi vô thế trong rừng luôn nè, ghê không? Ý. Cứ đi men theo luôn. Đây con rắn nước bự nữa nè. Ôi ôi quá đã luôn. Vô thùng luôn. Nãy giờ không biết bắt được mấy con nữa. Mình lo mình bắt bạch tuộc không à, mình không để ý tới nó nè. Biết nó có leo ra không? Chứ cái con bự nãy giờ nó leo ra leo vô mình chụp hai lần rồi. Nó leo ra mà nó bò trước mặt mình không à. Giờ này nước ngập lút luôn rồi cả nhà. Chắc đi về luôn quá. Hết sôi được rồi. Đó đó đó, nó ra nữa kìa. Cái kỳ vậy, bắt hoài mệt lắm á. Ngập lút hết trơn rồi. Thôi lên đường về luôn cả nhà. Đây chắc cũng không có nữa đâu. Rổ mấy trăm gram anh? Rổ này gần nửa ký. Gần nửa ký. 450 gram. Bữa trước mình đi soi còn mấy con rắn nữa nè cả nhà. Nay được mấy con cũng bự bự nữa. Có đợi trong còn. Ôi ôi, cái ghê quá. Bự bự không mà đã. Cha tối nay cha ngủ với rắn không cha? Cũng cả ký. Rắn nhiều nặng chứ. Ơi. Hết rồi. Đó, nhiều đây là dư đi câu ha. Gom lại đi câu một bữa cả nhà. Con cua à, mốt có khi nào con cua ở đây, dưới đây á. Tụi con đi sâu tập cái cá rồi về cá con cua. Thôi, tiếp theo là mấy em bạch tuộc. Bạch tuộc ngồi cái kia dây. Thôi, bữa nay bổn hơn ngày qua anh ơi. Tuộc nay sâu không có bự bằng. Nó nhỏ thôi.
Bữa trước còn được mấy con bự bự, bữa nay không thấy con nào khổng lồ hết. Bữa nào đi rủ à, nghe mút ngủ luôn. Có nghe mút cho mình không con? Trên nữa kìa anh ơi, ở trên mấy cái ca kìa. Kìa. Có ca nó bò kìa. Sao bắt đấy? Tự ra. Nó tự xử mà nó không muốn dùng biện pháp mạnh. Đó, đã chưa cả nhà. Nay hả, nay chắc mình nghỉ ít hơn đó. Để cần thử không biết đâu, mực nó nặng lắm con ơi. Kim. Nó mấy à? Để anh cần thử cái. Đâu, này không có đâu. Bữa nãy 4 gram phải không? Ôi, ký mấy luôn cha? Ký 8. Ký 8 còn lại 1 ký 4. Ký 8 50 đi. Thôi tính ký 8 đi. Tính ký 8 đi. Còn ký 4. Ủa sao ký 4? 4 gram đó. Chị rổ chị nước nữa, ai nhìn thấy ở đây cân toàn nhúng nước. Ký 4. Số nhỏ thiệt. Ký 4 cả nhà. Không mà loại mà thiệt. Rồi ngon quá. Nhỏ nhỏ vậy ăn mới đã. Cắn một cái. Chứ bự ăn dài á. 25 năm rồi mới loại rồi. Rồi. Giờ cho nó xuống cái cộng nó đi. Cho nó xuống nước đi. Thái nay nó thôi mà được nhiêu đó là tôi mừng rồi đó. Hồi đó thì chưa có. Hồi đó giờ là nhìn nó hoài trời. Hồi đó giờ mà nhiều nhất là 5 con. Nhiều đó, nó vừa đi 5 con là nhiều đó. Bỏ nó xuống đây nha. Nãy Thái cũng đi sôi nữa. Thái đi sôi với cha vợ. Được 700 gram đó. Ngon quá nè. Ừ đi chút mà. Anh mài vô tới rừng luôn à. Đi tắm rửa cả nhà ơi. Đuối quá trời luôn. Ráng mình lội. Mình là người sống sót sau cùng. Mấy người kia đi về trước hết rồi. Cảm ơn cả nhà đã xem video của mình luôn nha. Nhớ cho mình một like, một đăng ký để ủng hộ mình nha cả nhà. Bye bye. Hẹn gặp cả nhà video tiếp theo nha.